Xin chào các phụ huynh và các bậc em, hôm nay thầy sẽ quay lại kế toán sách giáo khoa lớp 1. Trang 58 luyện tập. Mười trừ hai, tám. Sáu, bảy, ba, năm. Mười trừ chín cộng một. Mười sáu cộng bốn. Mười trừ một cộng chín. Mười trừ không cộng mười. 10 trừ 10 cũng không. À. Mười trừ 5 cộng 5. 10 trừ 4 cộng 6. 10 trừ 8 cộng 2. 10 trừ 3 cộng 7. 8 4 5 cộng 5 bằng 10. Máy ta trừ 2 còn lại 6, 8. 10 ta trừ 6 cộng 4. 2 cộng 7 là bằng 9. 8 ta trừ cho 7 cộng 1. 10 ta cộng cho 0 bằng 10. 10 trừ cho 2 cộng 8. 4 cộng 3 là bằng 7. Rồi, câu 3, điện số thích hợp, điện nghĩa phép tính thích hợp. Vậy trong này tổng cộng có bao nhiêu con vịt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 con vịt. 3 con vịt này đang chuẩn bị vào trong cái này. Vậy là bằng là 10 con. Rồi bên này bao nhiêu đây? Cái này đang cái này là cái táo đang rớt này. Cái tay trái cây này đang rớt này. Vậy chúng ta đếm xem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 mà hai trái này đang rớt, đang rụng. Còn là 8 cái trên cây. 8 trái trên cây. Rồi bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Xin chào các em nhé. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được nhiều video mới của thầy ha. Chào các bạn.